Nổi bật trong chương trình nhật ký SEA Games hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 31 khi giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Indonesia. Trong khi đó, đội tuyển bóng ném Việt Nam cũng giành chiến thắng trước đội tuyển bóng ném Singapore. Cùng đến với công tác chuẩn bị SEA Games 31 tại IBC, xin chào mừng quý vị khán giả cùng đến với chương trình nhật ký SEA Games. Thưa quý vị, sau rất nhiều chờ đợi thì những trận bóng đá ở nội dung nam đã diễn ra tại SEA Games 31 và trên sân vận động Việt Trì với gần 20.000 khán giả phủ kín sân tiếp lửa cho các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Và không phụ sự kỳ vọng đó thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã mang tới một chiến thắng vô cùng ấn tượng để phục vụ khán giả. Sân vận động Việt Trì không còn một chỗ trống trong ngày mà đội tuyển U23 Việt Nam ra quân gặp U23 Indonesia trong trận đấu khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Không phụ sự mong đợi của khán giả nhà, U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm chiến thắng của mình bằng một lối chơi tấn công đa dạng. Sau cơ hội mà Lý Công Hoàng Anh tạo ra ở phút thứ 19, thì khoảng 10 phút sau đó, Tiến Linh thiếu chút nữa đã có thể mở được tỷ số trận đấu với cú dứt điểm ngoài vòng cấm. Những phút cuối của hiệp 1, U23 Indonesia cũng tạo ra được một số tình huống đáng chú ý, nhưng không đủ sắc bén để đánh bại hàng thủ của U23 Việt Nam. Thế trận tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục được thể hiện ở hiệp đấu thứ hai với một số thay đổi về nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo. Lý Công Hoàng Anh tiếp tục là cái tên được nhắc đến với những cơ hội mà anh đã tạo ra. Phút thứ 53, điều mà những người hâm mộ Việt Nam mong đợi cuối cùng đã đến với bàn thắng vô cùng quan trọng và đáng nhớ của Tiến Linh. Một bàn thắng chứng tỏ niềm tin mà huấn luyện viên Park Hang-seo đặt chọn vào anh là chính xác. Đội tuyển U23 Việt Nam càng thi đấu càng thể hiện sự áp đảo của mình, và điều này được thể hiện bằng chính những bàn thắng. Đội trưởng Hùng Dũng là cầu thủ thứ hai lập công. Bàn thắng của anh được ghi ở phút thứ 74. Trận đấu đáng nhớ của đội tuyển U23 Việt Nam khép lại với bàn thắng của Levando. 3-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Kết quả cũng quan trọng, nhưng quá trình quan trọng hơn. Tôi cảm ơn khán giả Việt Nam vì đã tới kín sân vận động. Đáp lại điều này, chúng tôi sẽ cố gắng có kết quả tốt ở những trận đấu tới. Ở trận đấu này, thực tế sau 60 phút thì chúng tôi đánh giá là các cầu thủ đối phương sa sút nhiều về thể lực. Do đó chúng tôi đã quyết định tạo ra một số sự thay đổi về nhân sự và vị trí. Điều đó phần nào đã tạo nên kết quả tích cực ngày hôm nay. Tôi không có nhiều điều để nói ngoài việc chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam bởi kết quả đã rõ ràng 3-0. Nhưng có một số tình huống trọng tài bắt lỗi việt vị không chính xác dẫn đến việc U23 Indonesia không có cơ hội tìm bàn thắng. Dù sao thì U23 Indonesia đã thua và chúng tôi sẽ phải hướng đến các trận đấu tiếp theo. Hôm nay đối thủ của chúng tôi rất mạnh. Các cầu thủ trẻ Indonesia sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để tiến bộ hơn. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ đã diễn ra trận đấu mở màn môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games 31 với cuộc đọ sức giữa đội tuyển U23 Philippines và đội tuyển U23 Timor Leste tại bảng A. Ngay sau đây thì hãy cùng chúng tôi điểm qua những diễn biến đáng chú ý. U23 Philippines nhập cuộc đầy chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ áo trắng chỉ mất 10 phút đầu trận để có được bàn mở tỷ số, cũng là bàn thắng đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 31. Người lập công là cầu thủ Rontini. Sau bàn mở tỷ số, U23 Philippines tiếp tục kiểm soát thế trận, thế nhưng cũng phải sang đến hiệp thi đấu thứ hai, họ mới có được bàn nhân đôi cách biệt. Phút 56, từ nỗ lực của đội trưởng Stefan Strop, Chung Salazar có pha dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Junido Pereira. Đến phút 78, tỷ số đã là 3-0 cho U23 Philippines với bàn thắng của tiền đạo Jovim Hebas. Một ngày thi đấu đầy hiệu quả của các chân sút U23 Philippines khi chỉ 3 phút sau đó, họ đã lần thứ tư đưa được bóng vào lưới của U23 Timor Leste. Chung cuộc, trận đấu mở màn bảng A SEA Games 31 khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về U23 Philippines. Thưa
quý vị, cùng với môn bóng đá nam thì môn bóng ném bãi biển nam cũng là một trong những môn thi đấu đầu tiên của kỳ SEA Games 31. Và trong ngày hôm nay thì những trận đấu đầu tiên của bóng ném nam bãi biển cũng đã được diễn ra tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên VTV. Chiều nay đã diễn ra hai trận vòng loại. Ở trận thứ hai giữa đội tuyển bóng ném bãi biển Nam Việt Nam và đội tuyển Singapore, kết quả các cầu thủ của chúng ta đã thắng với tỷ số 2-0. Ở trận đấu trước đó, đội tuyển Thái Lan thua 0-2 trước đội tuyển Philippines. 17 giờ ngày mai ở lượt trận thứ hai vòng loại, các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Philippines. Trận hôm nay là trận đầu tiên, tụi em cũng cảm thấy, nói chung là cũng tâm lý, gọi là không phải tâm lý mà cái kiểu như là nó bồn chồn á, chỉ tâm lý bồn chồn, nhưng mà hôm nay tụi em đánh rất là tốt. Ngày hôm nay là đội tuyển Việt Nam đánh rất tốt về cái chuyên môn và cũng như về tâm lý thi đấu. Vậy bởi vì đây là trận đấu đầu tiên của giải, thành ra cái tâm lý, áp lực tâm lý cũng khá lớn. Mà theo tôi nhận định thì trước đối thủ là Singapore thì một đối thủ cũng trung bình khá thôi. Thành ra các miếng chiến thuật của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa bộc lộ ra, và các vị trí chiến thuật và nói chung là các huấn luyện viên vẫn còn để dành cho những trận đấu lớn. Bóng ném bãi biển là môn thi đấu kết thúc sớm nhất trước cả lễ khai mạc SEA Games 31. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Đội tuyển bóng ném bãi biển Nam Việt Nam đang được kỳ vọng bảo vệ được tấm huy chương vàng mà họ đã giành được tại kỳ SEA Games Philippines cách đây 3 năm. Quý vị, tại mỗi sự kiện thể thao nào thì hành trình rước đuốc luôn là điều được quan tâm. Và với một kỳ đại hội thể thao diễn ra ngay trên sân nhà thì hành trình đó lại càng được chú ý hơn bao giờ hết. Mới đây thì nghi lễ xin lửa thắp sáng đài đuốc tại SEA Games 31 đã được diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tham dự nghi lễ xin lửa có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các vị đại biểu và 11 vận động viên tiêu biểu tượng trưng cho 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 31. Trong đó có khá nhiều cái tên nổi bật của thể thao Việt Nam như Vũ Thành An, người sẽ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc. Các tuyển thủ quốc gia vừa dự Olympic Tokyo như Đỗ Thị Ánh Nguyệt môn bắn cung, Nguyễn Thị Tâm môn boxing và nhiều gương mặt đáng chú ý khác. Sau khi tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn đoàn đã di chuyển về khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh để thực hiện nghi lễ xin lửa. Toàn bộ nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy hào hứng của các vận động viên tham gia rước đuốc và 31 vận động viên trẻ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Ngay sau khi cây đuốc trên tay Vũ Thành An được thắp sáng, toàn đoàn đã nhanh chóng di chuyển tới nơi lưu lửa là phòng thờ Bác tại sân vận động Mỹ Đình. Ngọn lửa được châm vào đèn lưu và sẽ được lưu giữ đến ngày khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới. Trong sự kiện đặc biệt diễn ra vào tối ngày 12 tháng 5, ngọn đuốc sẽ được rước từ nơi lưu lửa bởi 8 vận động viên, cựu vận động viên xuất sắc khác của thể thao Việt Nam tiến vào điểm đốt đài đuốc. Nhà vô địch châu Á Quách Thị Lan ở môn điền kinh sẽ vinh dự được thắp đuốc đài lửa SEA Games 31. Hôm nay bóng đá, môn thể thao đầu tiên đã được Đài Truyền hình Việt Nam gửi tới quý vị khán giả trên những kênh sóng, báo hiệu những tháng ngày tràn ngập không khí thể thao tại SEA Games 31 đã bắt đầu. Và tuy nhiên để có được những hình chất lượng trên sóng thì đó là một quá trình dài, chuẩn bị miệt mài và kỹ lưỡng của các cán bộ Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng tham quan phòng bút của Đài Truyền hình Việt Nam tại ABC. Trang thiết bị hiện đại cùng hệ thống phòng bút được bố trí khang trang rộng rãi và đã có thể vận hành một cách trơn tru cho SEA Games 31. Đó là công sức và thành quả do các cán bộ viên chức của Đài Truyền hình Việt Nam đã dày công chuẩn bị trong một quãng thời gian dài trước đó. Những kỳ SEA Games trước ấy thì mình là khách, mình chỉ mang thiết bị để phục vụ riêng cho khán giả của Việt Nam. Và lần này thì là mình là truyền hình nước chủ nhà. Thì ngoài những cái hệ thống trang thiết bị để phục vụ cho VTV, chúng ta lại còn phải có tất cả những cái hệ thống thiết bị để phục vụ cho
truyền hình quốc tế. SEA Games 31, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ sản xuất và cung cấp tín hiệu trực tiếp của 15 môn thể thao tại 19 địa điểm thi đấu cho các đơn vị trong nước và cả quốc tế. Với khối lượng sản xuất khổng lồ nhất từ trước đến nay và dàn trải tại nhiều địa phương, đòi hỏi hệ thống truyền dẫn và cả nhân sự lớn tương ứng để có thể gửi tới khán giả những hình ảnh, âm thanh đạt chất lượng tốt nhất. Sau khi tiếp nhận các tín hiệu từ các địa phương về, các chương trình thì sẽ được đưa đến cái hệ thống HBAC của trung tâm sản xuất chương trình ở đây. Sau đó thì trung tâm truyền dẫn phát sóng cũng phối hợp và đưa cái tín hiệu về đài. Thì sử dụng qua hai cái đường truyền của VNPT và Viettel thì là để đảm bảo cái dự phòng. Thì sáu cái đường truyền dẫn đấy thì cũng đã đều được có tính toán đến dự phòng. Hôm nay, môn đầu tiên tại SEA Games 31 đã được Đài Truyền hình Việt Nam gửi tới khán giả một cách thành công trên sóng. Và nó cũng báo hiệu những ngày ăn ngủ cùng SEA Games 31 của các cán bộ viên chức Đài Truyền hình Việt Nam tại IBC bắt đầu. Trong ngày thi đấu mở màn tại SEA Games 31, thì đội tuyển bóng ném bãi biển Nam Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển bóng ném bãi biển Singapore với tỷ số là 2-0. Và có thể nói thì lực lượng tình nguyện viên làm việc tại địa điểm thi đấu môn bóng ném cũng là những người tham gia công việc đầu tiên tại SEA Games 31. Tất nhiên là có nhiều bỡ ngỡ, nhưng ai cũng rất chỉnh chu và hào hứng với công việc của mình. Sổ tay SEA Games lúc nào cũng ở bên cạnh, khi cần là cùng trao đổi, sẵn sàng làm những công việc nặng nhọc, hướng dẫn các đoàn quốc tế bất cứ khi nào họ cần. Tình nguyện viên thì họ rất nhiệt tình, họ hỗ trợ không kể thời gian, ngay cả trưa 12 giờ tất cả mọi người tập trung để làm tốt nhất cho công tác chuẩn bị. Làm việc từ sáng đến tối, đó là những công việc của những tình nguyện viên môn bóng ném bãi biển tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Trần Việt Bách là trưởng nhóm hơn 40 tình nguyện viên nơi đây. Là trưởng nhóm thì đầu tiên em sẽ tập cho các bạn, cũng như là lấy danh sách, qua đó là tìm hiểu xem các bạn có những sở trường gì, ví dụ như là ngoại ngữ, về cách ứng xử, MC. Sau đó em sẽ phân công công việc các bạn một cách cụ thể hơn. Sinh viên Đào Thanh Phượng được giao nhiệm vụ tháp tùng đoàn trọng tài và quan chức quốc tế. Giây phút hiếm hoi nghỉ ngơi của Phượng, cô đã chia sẻ công việc của mình. Trước khi mà chính thức nhận nhiệm vụ thì em cần phải tìm hiểu về người mà mình sẽ đón, về văn hóa của họ, xem họ có kỵ cái gì không. Sau đó thì tìm hiểu về cả ngôn ngữ của họ nữa, và một bổ sung thêm một chút kiến thức về tiếng Anh, về môn thể thao mà mình sẽ phục vụ. Vất vả là thế, nhưng những lời khen ngợi chính là phần thưởng khiến các tình nguyện viên vui nhất. Ấn tượng nhất của em đó là một vị quan chức nước ngoài đã khen ngợi Quảng Ninh và khen ngợi Việt Nam rất là nhiều vì cái công tác chuẩn bị của chúng mình rất là chu đáo, vô cùng chu đáo và rất là mến khách. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất trong hai trận đấu đầu tiên tại môn bóng đá nam bảng A. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.